Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là hai cái cây omagi của mình này. Đấy, nhưng mà đặc biệt hơn là mình có hai cành chiết. Mình đã chiết hai cây này. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt cành chiết các bạn nhé. Hiện tại đang là mùa hè và rất là nắng. Bây giờ là 10 giờ, 10 giờ sáng. Omagi của mình này, nó vẫn đang có hoa rất là đẹp. Đây là hai cành mình sẽ chiết làm chiro, chiro omagi. Thân của nó là một cây hồng rừng, thân nó rất là chắc, gỗ của nó rất là chắc mà mình đã chiết ở đây. Mình chiết ở đây được khoảng chắc khoảng hơn 20 ngày gì đó, rễ nó ra rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem. À, đây là một cái cây hồng thân gỗ. Gỗ của nó rất là cứng mà mình phải dùng cưa các bạn ạ. Mình đã chiết hẳn hai cành này ra để làm thành hai cái cây chiro. Và ngày hôm nay thì nó đã ra rễ rồi. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bộ rễ của cây này nha, nó rất là nhiều. Có nhiều bạn hỏi thì mùa hè có chiết được cây không thì mình vẫn chiết cây bình thường các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái chất lượng mùa hè này thì nó cũng hỏng khá là nhiều, nó cũng không được cái tỷ lệ nhiều như trước đâu. Cái loại này là thân gỗ nó rất là cứng, cưa nó hơi bị cùn các bạn ạ. Từ một cây mẹ gốc nó rất là to, mình đã chiết ra làm hai cây như này. Đây, nó vẫn có hoa bình thường này. Mình sẽ tách nó ra này. Đấy, rồi ok, đã có hai cây chiro. Đây rồi các bạn ơi, mình đã có hai cây chiro rồi này. Đây là hai cây chiro mình đã chiết từ cái cây mẹ ra. Hai cây này đều là hai cây ghép mà thường thì các bạn chiết thì nó sẽ không có hoa như thế này đâu, bởi vì là khi mà chiết thì nó đã bị mất một phần vỏ và nó chuyển chất dinh dưỡng nó rất là kém và nó sẽ không có nhiều hoa như thế này. Nhưng mà cây cành chiết chiro của mình nó vẫn rất là nhiều hoa. Thân của nó này đây là một loại hồng rừng mà mình đã ghép loại giống hoa omagi lên trên cái thân của cây này, thì cái thân của nó rất là cứng và thậm chí các bạn bẻ nó cũng rất là khó, nó không giống như một số những cái loại giống hoa hồng khác. Đối với giống omagi này thì nó sẽ không phải là những cái cây mà dạng bụi cao, không phải là những cái dạng mà nó lên cao nên là các bạn sẽ rất là khó tạo chiro. Thường thì mình sẽ ghép như thế này và rễ của nó thì bây giờ đã ra rất nhiều thế này rồi các bạn ạ. Đây mình sẽ tháo cho các bạn xem nhé. Mình chiết được khoảng 20 ngày, khoảng khoảng như vậy mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà nó đã ra rất là nhiều rễ. Cây này thì mình sẽ mang đi trồng luôn, giống này rất là khỏe và mình đã có hai cây chiro omagi như thế này. Rễ của nó này các bạn này, nó ra cả phía dưới luôn, nó ra cả phía trên lẫn phía dưới đấy. Một cây chiro khá là đẹp rồi, rất thẳng và nó rất là già. Về cơ bản thì đã có một cây chiro đẹp. Đấy. Đây là cây thứ nhất này. Cây thứ hai này, thời tiết rất là nắng. Ui, cây này rễ này. Rễ nó phải phải gọi là hơn cả rau cần luôn. Hơn cả rễ của cây rau. Ui, rễ ôi. Các bạn ơi, rễ này nó ra từ ngay phía trên này.
rễ nó ra ở ngay phía trên luôn, mình không không chiết ở đây mà mình cắt ở khoanh vỏ phía dưới, nó còn ra ở phía trên này, rễ của nó xoắn lên thế này, phía bên này thì chưa có nhiều. Thật ra là như thế này thì mình cắt hơi sớm, bởi vì là nếu như mình để thêm khoảng 4-5 ngày nữa thì rễ nó sẽ bao kín ở đây, nhưng mà không cần thiết, bởi vì rễ như thế này thì sống đến 100%, không bao giờ chết, và mình cứ trồng kiểu gì nó cũng sẽ sống thôi. Đấy, và như vậy mình cũng đã có hai cây Chiro Aomagi rất là đẹp, chỉ cần lên chậu là ok rồi. Bây giờ việc của mình cần làm đó là cắt hết hoa. Đối với cây như này thì mình không cần phải cắt lá, bởi vì mình trồng ngay, và khi trồng ngay thì những cây này lá nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều, chỉ có điều là những cái hoa này mình sẽ phải cắt đi, bởi vì hoa này nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cây, mình sẽ cắt bỏ nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ trồng hai cây này. Mình sẽ chuẩn bị hai cái chậu ở đây, và mình sẽ chuẩn bị hai cọc. Tại sao mình không cắt cái chỗ này đi, bởi vì là nó vẫn có khả năng ra rễ, bởi vì giống này nó sẽ ra rễ rất là tốt, cái sự phát triển của nó rất là tốt. Mình sẽ trồng vào trong cái chậu này, cắm luôn một cái que, một cái cọc cắm cho cây, sau đây thì cố định nó lại. Thời tiết mùa hè vẫn trồng cành chiết ok các bạn nhá, chỉ có điều là các bạn nên để cây vào chỗ mát mẻ rồi thì tưới nước vừa đủ thôi, thì cây của bạn nó sẽ vẫn sẽ phát triển rất là tốt. Mình trồng hai cành chiết này thì từ giờ đến cuối năm mình sẽ có một cây, sẽ có hai cây chiro tán sum suê dài hơn, tán nó to hơn. Lát nữa mình sẽ tưới nước và mình sẽ cắt lá đi. Hoa rất là đẹp. Cái chiro này mình sẽ trồng vào đây. Hoa của nó cũng rất là đẹp các bạn ạ. Rễ như thế này thì chết làm sao được, sống 100% luôn. Mình trồng xuống đây chỉ khoảng một tuần thôi là có thể cây nó đã phát triển mầm rồi. Rồi, đã xong. Và như vậy là mình đã có hai cây chiro các bạn ạ. Hai cây chiro Aomagi. Bây giờ mình sẽ cắt hết hoa đi. Rất là đẹp rồi đấy. Giống Aomagi này rất là thích. Nó thường là sẽ dai hoa mà giống này rất là thơm. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.